Sau đây xin được giới thiệu hướng dẫn với quý thầy cô cách tải bài tập điều kiện trong hệ thống quản lý học tập qua mạng của trường mình tại cái địa chỉ là CPD. Ở đây thì cũng một số các thầy cô thì đã tải bình thường, một số các thầy cô thì đang gặp một số những cái khó khăn do là quý thầy cô đã kết thúc cái môn này khá lâu rồi. Ở đây xin phép mượn môn thôn tác đội để làm ví dụ. Bình thường thì quý thầy cô sẽ kích vào từng cái chương, từng cái bài để quý thầy cô có thể tải cái bài tập của mình. Ví dụ ở chương 1, đấy, khi kích vào đây, ở đây sẽ lấy ví dụ là chúng ta muốn làm việc với cái lớp 19D của trường Trung Quốc Cộng hòa Hà Nội, thì quý thầy cô thấy là không có một cái số liệu nào cả. Ví dụ ở đây người tham gia và đã nộp thì chưa có bất kể một thông tin nào ở trong này. Tương tự ở sang cái môn chương thứ hai, chúng ta kích vào nút lớp 19D, ở đây cũng chưa thấy có bất kỳ một cái thông tin gì. Và tương tự ở cái chương 3 cũng như vậy, không thấy sinh viên nào xuất hiện ở đây, sang các bài nộp là không có gì cả. Thì nguyên nhân là như sau ạ. Nguyên nhân là cái môn học này thì đã kết thúc khá lâu nên là hệ thống sẽ tạm thời đóng cái sự hiện thời của sinh viên để giảm thiểu cái dung lượng của bộ nhớ. Ở đây xin quay trở lại cái thao tác mà quý thầy cô vẫn thường làm khi giảng dạy ấy. Thì quý thầy cô sẽ tìm thấy cái danh sách thành viên ở bên trái góc trên màn hình này ạ. Quý thầy cô rất hay kích vào cái nút này để tìm ra cái lớp mà mình sẽ làm việc với lớp đó. Quý thầy cô kích vào nút danh sách thành viên và chọn cái lớp K19D. Quý thầy cô có thể gõ 19D hoặc là quý thầy cô có thể kích vào cái mũi tên này thì sẽ ra tên các lớp. Em là Dũng hay dùng là gõ số 19D, mình sẽ hiện lên lớp 19D, kích vào đây. Quý thầy cô kích vào nút áp dụng một lọc, ở đây sẽ nhìn thấy 71 người tham gia, có nghĩa là danh sách của lớp này hiện tại là có 71 người. Nhìn sang bên phải của màn hình, quý thầy cô sẽ thấy là cái nút trạng thái này là not current, có nghĩa là sinh viên này là không hiện hữu. Sinh viên này sẽ không hiện hữu ở trong cái hệ thống này thì đồng nghĩa với việc là quý thầy cô cũng không tải được cái bài tập của sinh viên về. Do đó để cho sinh viên này được hoạt động trong cái hệ thống này thì sau khi mà chọn cái danh sách thành viên, áp dụng bộ lọc thì tất cả sinh viên, 71 sinh viên của lớp 19D này đã được tìm thấy. Thì quý thầy cô kéo xuống dưới màn hình có cái nút là chọn tất cả 71 người dùng. Cái mục này rất là quan trọng, quý thầy cô kích vào nút chọn tất cả. Và như vậy là hệ thống đã đánh dấu tất cả 71 sinh viên này vào. Và sau đó quý thầy cô sẽ vào cái nút chọn này, vào cái mục là ghi danh thủ công này, và vào cái mục sửa đăng ký của những người dùng đã được chọn. Quý thầy cô kích vào nút này và kéo xuống dưới màn hình. Quý thầy cô sẽ mở thời gian để cho sinh viên nó được hoạt động ở trong hệ thống này. Ở đây ví dụ như là em sẽ mở thời gian bắt đầu là từ 12:12 và cái thời gian kết thúc là sẽ mở thành 13:12. Như vậy em mở trong vòng 1 tiếng thôi, bởi vì em chỉ cần mở để tải bài tập thôi. Thế như vậy là quý thầy cô nhìn lại này, thay đổi cái thời gian hoạt động của sinh viên bằng cách là mở cái thời gian này ngày 5/3 này vào lúc 12:12 và kết thúc vào lúc 13:12 ạ. Quý thầy cô kích vào nút lưu những thay đổi. Thì khi kích vào như vậy thì có nghĩa là sinh viên nó sẽ đang ở cái trạng thái là đang hoạt động, cái nút xanh này. Bây giờ để kiểm tra lại sinh viên đã hoạt động hay chưa thì quý thầy cô lại quay trở lại từ đầu, vẫn chọn các nhóm. Thực ra thì chọn vừa rồi thì chúng ta đã thấy là sinh viên hoạt động rồi đấy, nhưng mà em sẽ kiểm tra lại để cho chắc chắn. Kích vào đây, kích vào nút áp dụng bộ lọc,
thì quý thầy cô sẽ nhìn thấy ở cái trạng thái của sinh viên màu xanh này, thì như vậy là sinh viên này trong thời điểm này là sinh viên có thể nộp được bài hoặc có thể vào học bình thường. Và cũng trong cái thời điểm này thì cái quý thầy cô có thể tải bài tập điều kiện của sinh viên. Đấy, sau đó thì chúng ta sẽ quay trở lại cái mục tải bài như lúc đầu. Ví dụ chúng ta sẽ tải bài tập trung 1. Đấy, chọn lớp 19D. Thì ở đây quý thầy cô sẽ nhìn ngay thấy là có số liệu này. Ví dụ người tham gia là 71, có nghĩa là 71 người đã tham gia vào môn học này nhưng có nộp bài là 64. Và tương tự ở chương 2 cũng vậy. Đấy, K19D vì là chúng ta vừa mở trước rồi nên là hệ thống nó sẽ đang tự ghi nhớ là cái lớp K19D được chọn. Thì ở dưới này cũng tương tự như vậy. Và ở chương 3 cũng đã có số liệu. Đấy, bây giờ muốn tải tài liệu, muốn tải bài tập về thì quý thầy cô sẽ kích vào nút là xem tất cả bài nộp. Và ở trong này quý thầy cô sẽ chọn cái lớp mà chúng ta sẽ tải bài. Ở đây chúng ta chọn lớp K19D. Kéo xuống dưới màn hình, quý thầy cô sẽ thấy cái nút là bộ lọc. Nút đây ạ. Thì sang bên này sẽ thấy có cái nút là không lọc. Nếu như mà nút là không lọc ấy, thì hệ thống sẽ hiện lên đủ 71 sinh viên. Trong đó có cả những sinh viên đã nộp bài. Như quý thầy cô nhìn thấy đấy ạ. Ví dụ sinh viên này đã nộp bài và có tên file ở đây. Và sinh viên thứ hai này là không có nộp bài nên ở đây phần trắng trơn. Tương tự như thế, kéo xuống chúng ta sẽ thấy. Nhưng để nhanh gọn và để quý thầy cô dễ kiểm soát được những sinh viên nào chưa nộp bài ấy, thì quý thầy cô sẽ chọn lại ở cái phần bộ lọc này. Quý thầy cô vào cái phần là chưa nộp. Thì trên hệ thống sẽ hiện lên danh mục các sinh viên chưa nộp ở đây ạ. Đấy, quý thầy cô rất dễ tìm kiếm những sinh viên nào chưa nộp bài. Đồng thời quý thầy cô muốn tìm những sinh viên nào đã nộp thì quý thầy cô lại kích vào đây, đã nộp. Đấy. Trong cái giao diện này quý thầy cô có thể là chấm trực tiếp, ví dụ như là mở cái file tại hệ thống luôn. Ví dụ quý thầy cô muốn chấm cái bài của sinh viên Nguyễn Hải Anh này thì quý thầy cô kích luôn vào cái tên file này để chấm. Ở đây thì nó sẽ hiện xuống, nó sẽ tải xuống và nó mở ra luôn. Hoặc là ví dụ như là sinh viên Cao Phạm Minh Anh ấy, thì quý vị mở thì hệ thống nó cũng sẽ mở ra luôn. Đối với file Word ấy, thì hệ thống sẽ mở trực tiếp. Còn đối với những file PowerPoint như thế này thì hệ thống nó sẽ tải về cái phần download của mình. Ngoài ra ấy, nếu không chấm trực tiếp ở trên cái hệ thống này thì quý thầy cô có thể tải toàn bộ những sinh viên đã nộp bài. Thì quý thầy cô sẽ vào ở cái mục ở góc trái bên trên của màn hình này, thì có cái mục là cách chấm này, chọn. Quý thầy cô sẽ tải về toàn bộ các bài nộp. Ví dụ quý thầy cô sẽ tích vào nút tải toàn bộ. Thì lúc đấy hệ thống sẽ tải tất cả những bài tập của sinh viên về trong máy và nó sẽ nén thành một cái file tổng hợp. Em đã hướng dẫn quý thầy cô cái cách tải bài về máy tính trên hệ thống CPD này. Trong quá trình triển khai có vấn đề gì mà cần hỗ trợ thì quý thầy cô có thể liên hệ và em có thể hỗ trợ quý thầy cô một cách tối đa nhất. Xin cảm ơn quý thầy cô.